Mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay các bạn thì mình sẽ đi quay cho các bạn xem một cái mô hình trồng dưa leo Phú Bạc nha các bạn ha. Thì cái mô hình này là của dì Út mình nha các bạn. Thì mình quay cho các bạn xem sẵn là mình chia sẻ cho các bạn một số lợi ích mà khi mà mình trồng dưa leo trên cái mô hình là Phú Bạc nha các bạn ha. Rồi thì mời các bạn xem nha. Rồi, mình chào tất cả các bạn ha. Thì đây là cái vườn dưa leo các bạn mà được trồng trên cái nền đất ruộng và nó được phủ bạc hẳn hồi nha các bạn ha. Các bạn xem sơ qua nè các bạn. Thì khi mà mình trồng dưa leo mà mình phủ bạc như thế này các bạn thì nó có rất là nhiều lợi ích nha các bạn ha. Cái lợi ích thứ nhất là khi mà mình trồng dưa leo vào rơi vào cái tháng mùa mưa các bạn thì ông trời ổng mưa rất là nhiều. Và khi mà mình phủ bạc như thế này thì cái cây dưa leo của mình nó sẽ ít bệnh như là lở cổ rễ trên cây các bạn, cũng như là khi mà mình rải phân mà vô gốc các bạn thì nó cũng sẽ không có bị mất phân nhiều các bạn. Còn nếu như mà bạn tủ rơm á, mà trong cái giai đoạn là mùa mưa các bạn thì nó sẽ có nhiều cái độ ẩm á, bạn nó làm cho cây mình nó bị lở cổ rễ cũng như là héo xanh các bạn. Mà mình chơi cái mô hình phủ bạc này thì mình sẽ giảm đi những cái lượng bệnh đó. Ví dụ như bây giờ là mình như cái mùa nắng đi á thì mình có thể mình tủ rơm được, nhưng mà riêng cái mùa mưa thì các bạn phải đi cái tủ bạc này. Đi cái tủ bạc này thì nó hơi cực, cái là mỗi lần mà mình bón phân định kỳ các bạn thì mình phải dở bạc lên mình bón phân vô. Nhưng mà nó rất là hay nha các bạn ha. Khi mà mình bón phân thì phân của mình nó sẽ không có bị rơi rớt đi nhiều nha các bạn. Thì ở đây thì mình quay cho các bạn xem cái mô hình này là để cho các bạn tham khảo nha. Thì trồng dưa leo này các bạn thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn từ đầu nè. Thì nó có rất là nhiều loại giống nha các bạn. Ví dụ như giống hoa sen nha các bạn ha. Hoặc là những cái giống khác. Nhưng mà hầu như là cái giờ thu hoạch của nó, cái thời gian mà thu hoạch của nó thì nó sẽ rơi từ 60 ngày cho đến 80 ngày nha các bạn ha. Tùy giống ha. Nhưng mà thông thường thì nó sẽ là 2 tháng nha các bạn, tức là 60 ngày. Và chính giữa ở đây á, là mà bà Út mình đó các bạn, bà đi cái dàn lưới nè các bạn. Cái dàn lưới cũng như là cái rãnh nước để mà tưới cho cây dưa leo nha các bạn ha. Thì ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn những cái loại thuốc xịt sâu luôn ha. Thì cái cây dưa leo này thì nó thường bệnh như là lở cổ rễ nè các bạn, như là héo xanh nè, xương mai nè. Nó chỉ bị bệnh xương mai thì nó sẽ rơi vào những cái tháng lạnh nha các bạn ha. Những cái tháng lạnh á thì nó tháng mưa các bạn thì nó dễ bị xương mai lắm. Xương mai thì mình có thể mình mua cái thuốc là Metro các bạn. Bạn xịt á thì nó sẽ hết nha mọi người ha. Còn riêng những cái bệnh như lở cổ rễ thì các bạn có thể là phòng cái bệnh thuốc cái thuốc là Aleus nha mọi người ha. Thì nó sẽ rất là hiệu quả trên cây dưa leo này. Và cái cây dưa leo này các bạn thì thuốc thì cũng rất là nhiều loại thuốc, nhưng mà các bạn là nên hạn chế mua những cái loại thuốc mà dạng nhũ dầu nha các bạn. Tức là cái trên cái gói thuốc mình á là nó có ký hiệu là EC các bạn, ví dụ như là 50EC, 75EC, 125EC thì mình sẽ không có sử dụng những cái loại thuốc đó ha. Vì cái những cái loại thuốc mà nó mang tính cái nhũ dầu cao các bạn thì nó sẽ làm cho cây dưa leo của mình nó bị cháy lá, cũng như là cái trái dưa leo của mình nè, mình đang cầm lên nè, nó sẽ không có được thẳng nha mọi người ha. Và nó sẽ sần sùi. Thì các bạn là nên mua những loại thuốc nào để xịt sâu? Thì những cái loại thuốc mà các bạn muốn mua để xịt sâu thì các bạn có thể là mua những cái thuốc dạng cớm, có nghĩa là WG. Ví dụ như là Vitaco các bạn thì đó là một trong những loại thuốc xịt sâu nha. Nó khá là hiệu quả nha các bạn. Nhưng mà bạn xịt á, thì bạn phải đổi thuốc. Thì các bạn có thể là đổi thuốc qua cái hàng rề và thông của công ty Syngenta, hoặc là rề và thông của công ty Dubon các bạn. Thì nó thuộc dạng nước, dạng sữa nha mọi người ha. Thì nó cũng được. Còn như cái dạng nhũ dầu á, thì các bạn không nên sử dụng ha. Vì nó sẽ làm cho cái cây dưa leo của mình nó bị cháy lá nha các bạn. Cái liều lượng, cái ví dụ như 50EC, 75EC, cái liều lượng nó càng cao thì cái nhũ dầu nó càng cao nha mọi người ha. Thì những cái dòng mà dây bò luôn các bạn, tất cả cái dòng dây bò luôn, ví dụ như là dưa leo bầu bí các bạn thì nó thuộc dạng là lá nhám các bạn, thì các bạn không nên sử dụng cái thuốc nhũ dầu. Thì đây là một trong những cái góp ý của mình á, thì các bạn nghe tham khảo và các bạn xem nhiều kênh để rút ra kinh nghiệm cho mình ha nha các bạn. Còn cái bấm đọt mà cho cây dưa leo các bạn thì cũng tùy nha các bạn ha. Thì theo kinh nghiệm của mình thì
Thì mình được biết nếu như là bạn trồng tại tại nhà này nọ thì khi mà cái cây dưa leo của mình á mà nó bò lên khoảng đâu 6 7 tấc các bạn, tức là từ từ 8 đến 9 lá các bạn, thì các bạn có thể là các bạn bấm đọt cho nó và các bạn giữ cho lại cho nó là khoảng là 2 chèo nha các bạn ha, 2 chèo đến 3 chèo thôi nha các bạn không có giữ nhiều nha mọi người ha. Thì đây là cái kinh nghiệm của mình. Còn cái bón phân á, thì riêng cái phần bón lót á, thì các bạn có thể là bón lót cái phần là 20-15 nha các bạn ha, với cái thằng là canxi bo, nếu mà các bạn tùy theo cái giá dưa nữa nữa nha các bạn có thể bón lót theo cái dạng khác, ví dụ như là thằng DAP mà cái dòng dễ tan các bạn, và các bạn kết hợp với cái phân là 16:8 các bạn, lại cái liều lượng là 64 nha các bạn ha, có nghĩa là 16:8 là 6 kg và DAP là 4 kg nha mọi người ha, và các bạn trộn lại và các bạn là bón bón lót cho nó nha các bạn. Và nếu như là các bạn mà không có bón lót á, thì ở giai đoạn á, là cây dưa leo nó khoảng là 10 ngày tuổi á, thì các bạn nên tưới và bạn nên ngâm cái thằng DAP mà cái dòng dễ tan các bạn tưới cho nó. Đó, thì ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn hết những cái kinh nghiệm của mình nha các bạn ha, và mong rằng các bạn là xem với video này là với tính chất là tham khảo nha các bạn. Thì mình ở đây thì cũng chia sẻ cho các bạn thôi, vì đám dưa leo này cũng của dì Út mình các bạn. Đây các bạn, thì trái dưa leo này nó không có được thẳng quá các bạn, là do là nó bị thiếu thiếu phân nha các bạn ha. Nếu mà mình cung cấp nó đủ cái lượng phân, cái lượng đạm trên cây á, thì trái dưa mình nó sẽ thẳng nha mọi người ha. Và trong cái chu kỳ của nó thì các bạn là nên là bón phân mà thúc nó định kỳ nhau nha mọi người. Còn nếu như mà các bạn bón lót thì trong hai cái cử phân đầu tiên á, khi mà hai cái cử trái đầu tiên á, thì mình khỏi phải bón thúc, nhưng mà riêng cái cử thứ ba á, thì mình phải bón thúc cho nó nha các bạn, nếu như là các bạn có bón lót trước. Còn nếu mà như là các bạn không có bón lót thì các bạn nên bón phân định kỳ cho nó nha mọi người ha. Thì cái phân bón phân định kỳ ở đây á, thì như dì Út mình á, thì chỉ bón là 20-15 thôi các bạn là được rồi, tức là cái phân ba mạo các bạn, thì một bao đó thì khoảng đâu rơi tầm là 700 ngàn nha mọi người ha. Đó, và thì cái còn cái dàn dưa leo á, thì các bạn là có thể là làm cái dàn nó thấp thấp thôi các bạn, tại vì ở đây á, là dì Út mình trước đó thì bả trồng bầu các bạn, nên bây giờ á, là sẵn xen qua trồng cây dưa leo luôn, chứ thực chất á, cái này cây dưa leo nó bò cho tối đa luôn các bạn, thì chỉ là từ 1,5 m đến 2 m là maximum nha các bạn ha. Nè, cái phân 20-15 này các bạn, thì cái này cây này nó cũng đang ra trái các bạn, nên dì Út mình cũng có bón phân này các bạn. Thì ở đây mình quay cũng giữa trời trời nắng á, thì nó hơi cháy, thì các bạn xem thông cảm giúp mình ha. Nó thì quay cho các bạn xem nó hẳn hồi luôn các bạn. Thì trời cũng hơi gió nha mọi người, thì mọi người xem thông cảm giúp mình ha. Thì ở đây thì mình chủ yếu là mình chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của mình á. Thì bạn nào thấy hay thì hãy like và subscribe kênh giúp mình nha các bạn. Đó. Thì cũng như có câu hỏi có liên quan á, thì các bạn cứ comment giúp mình ha. Và ở đây thì mình xin nhắc lại ha, thì cứ riêng mà cái thằng phân mà bón thúc á, thì bạn phải dựa theo cái giá dưa nha các bạn. Ví dụ như cái giá dưa mình mắc á, thì mình nên bón phần thằng 20-15. Còn nếu như mà cái giá dưa mình nó rẻ quá nên nhóm mình không có lợi, thì bạn hãy bón cái thằng DAP với thằng 16:8 ha, bạn trộn ha, bạn rải cho nó một nắm nhỏ thôi là được rồi rồi nha các bạn. Đó, thì ở đây mình chia sẻ cho các bạn vậy đó. Thì quay lại tổng quan cái khu vườn dưa leo của dì Út mình cho các bạn xem, thì mình sẽ kết thúc video này nha các bạn ha. Đó rồi, thì mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình nha.